Xin giới thiệu đến anh em một set combo gồm 6 cốc bình cốc giữ nhiệt hàng Nhật mới các bạn nhé. Hàng full box đầy đủ giấy tờ các thứ. Dung tích là 350 ml, dòng cốc giữ nhiệt hai đáy, vừa giữ nhiệt và cách nhiệt phù hợp cho anh em sử dụng để uống các bia, nước ngọt, cà phê. Có khả năng giữ nhiệt và cách nhiệt rất tốt luôn. Bên trong thì mới 100%, bên ngoài thì để có xước sát nhỏ một chút anh em nhé, gọi đẹp 95%. Hàng full hộp đầy đủ giấy tờ của bên Nhật đi anh em nhé. Hàng này thì bán rất nhiều ở các siêu thị Nhật anh em. Giấy sách hướng dụng cũng là dùng màu sắc rất là sặc sỡ nhé, chất lượng luôn. Hàng Nhật làm rất là tỉ mỉ, chi tiết luôn anh em nhé. Hàng full box đầy đủ hộp như thế này. Đấy, dòng này thì bán ở siêu thị Nhật nó khoảng tầm 1.680 yên, tương đương với khoảng tầm 350.000 một chiếc anh em nhé. Đấy, số bên đang bán combo gồm 6 bộ này, 6 cốc này là 500.000 bao ship cho anh em. Đấy, 6 cốc đồng bộ màu đỏ rất đẹp luôn anh em nhé. Với dung tích 350 lít thì anh em sử dụng rất là phù hợp. Cái form em thấy kế thì cái phía đáy nó thấp là chút, anh em cầm cảm giác nó ôm tay. Đấy, anh em uống sử dụng đun đồ nóng đồ lạnh đều được. Đấy, hình biểu tượng con chó đây, tốt đi pilot đây. Ok, anh em cần alo 0979665264. Một set màu đỏ thì mình cũng duy nhất một bộ combo là màu đỏ nhá, ngoài ra còn một số cái màu khác.